hello em toàn xin chào tất cả mọi người nhé mọi người mọi người hôm nay nhìn thấy gì chưa hôm nay em toàn có hai cặp bình uh, vuông hút lọc của uh, Kutani đây là cặp đỏ này là cũng là của tư, uh, Kutani nhưng mà cái chuyện của nó là chuyện của vùng Cô Tô ở uh, tỉnh Siga nhé mọi người nhé nhưng mà nó vẫn là của Kutani Kutani nó sản xuất cho cái vùng vùng Coto của Siga làm kỷ niệm ấy thì là cái chuyện ký là nó khác hơn một chút nhưng mà vẫn là của Kutani và đây là một cặp bình xanh này là em cho các bác xem trước cái cặp bình xanh này em đo đo kích thước đã chiều cao của cặp bình xanh này vào khoảng 27 đó mọi người nhé chiều cao cặp bình xanh là 27 chiều cao 27 em đo vòng bụng nhau các bác nhé Vòng bụng của nó là 46 nha mọi người nhé Vòng bụng của cặp bình xanh này 46, cao 27. Miệng nhỏ rất là xinh luôn. Đây. À, nhưng mà em cho các bác xem này đây. Đặc biệt là của em bình này đây, chuyện uh, Kutani, đài đầu Kutani từ thời Edo nó rơi vào khoảng năm 1700 nhé mọi người nhé. Đây là em mua nó vẫn còn mã số đây. Họa tiết vẽ tay Men men dạn rất là đẹp luôn Để các bác xem cái miệng của nó này Đấy các bác xem miệng thấy nó nó dạn có đẹp không Tình trạng bình lành tít nhé mọi người nhé Để em cho các bác xem họa tiết này Họa tiết thì vẽ kín bình luôn mọi người nhé Nhưng mà những cái chỗ này thì là nó điểm rồi Thì em không nói nhưng mà họa tiết như này là là, là ok rồi các bác ạ Đấy em để đây 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 các bác cũng là một cặp luôn chuyện Kutani chuyện xanh thời Edo năm 1700 đây các bác xem cái chôn đáy cái của cái bình này là các bác biết là cái tuổi đời của nó là khá là sâu tuổi rồi và từ năm 1700 đến bây giờ khoảng khoảng năm 1700 đến bây giờ thì là không phải là chuyện đơn giản đâu các bác nhé để kiếm được một cặp bình như này là họa tiết vẽ tay có đồi núi này. đây trên này cũng có núi này mọi người Đấy, các bác thấy chưa rất là đẹp luôn có hồ lô này có người này có cây lá phong này đây là cây nào, cây là cây tùng này, cây bách này. rất là đẹp lên trên uh, miệng cổ này các bác Đấy, các bác mà nào mà xem mà uh, ưng sản phẩm nào uh, cặp nào hôm nay thì các bác cứ liên hệ với em toàn qua số điện thoại zalo là 0962 949668 đây các bác xem miệng nữa này, này Thấy chưa Rất là ok luôn Rồi thò ngón tay vào đây Ngón tay cái của em đây các bác Hai ngón tay không lọt nhá Đấy, Đúng rồi bình hốt lọc luôn Đây em xin phép em để ra đây Đây em giới thiệu với các bác Đây cặp bình này vẽ vàng rất là nhiều luôn Đây những cái chỗ này vẽ vàng này mọi người này Đấy đẹp chưa đây chuyện ở đây Ê, các bác xem cái chôn đáy của cái bình này là khá là sâu tuổi rồi nó cũng vào khoảng tầm năm 1700 đấy là em mua hai cặp này là nó của một cửa hàng thì nó vẫn còn mã số đây a à, 886 đây đây em cho các bác xem mọi tiết nữa này đấy, các bác nào mà ưng ý cặp nào thì các bác cứ liên hệ với em Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác check lại ok thì em ok chốt hàng ủng hộ em em sẽ ship về thời gian ship em khoảng độ tầm mất khoảng tầm 14 ngày sẽ về đến tận nhà các bác nhé em sẽ bao bể vỡ Đây, xem này Đấy. cái bình này thì em đo đo này mọi người miệng của nó sáu nhé mọi người nhé miệng là sáu chiều cao nó là cũng vào 27 bảy mọi người nhé chiều cao giống nhau 27, bụng thì cũng giống nhau rồi Bụng thì à, em chắc chắn là nó sẽ giống nhau rồi Hai cái bình nếu mà nó có xây dịch Thì nó không xây dịch không đáng bao nhiêu cả Đấy các bạn 44 À 44 nhé mọi người nhé tiết rất là ok luôn Đấy em để ở đây Đây Chiếc này cũng thế Mã số nào đây 443 đây Của một cửa hàng các bạn nhé Đấy đây mọi này đây có vẽ người này cái này là vẽ ăn nổi khối hết lên nhé mọi người nhá sao là nó giáp giáp tay nhá hai cặp bình này em nói thật các bác là hơi bị khó kiếm luôn đấy vì là nó từ thời từ năm 1700 đến bây giờ thì để kiếm được một những cái cặp bình như này rất là khó luôn đặc biệt cái cặp bình này cặp bình này là sản xuất để làm quà tặng của cái vùng Kanto nhé mọi người nhé em chỉ biết là người ta bảo là nó sản xuất cho vùng Kanto thôi Kanto ở Siga ở tỉnh Siga nhé mọi người gần uh, Siga như ở Soka, uh, Osaka thì phải các bác em thì em chỉ biết là tỉnh Siga thôi người ta bảo là ở tỉnh Siga thì em biết tỉnh Siga thôi mọi người Đấy, em này nó lại ở miệng bình này nó cũng vẽ vào bên trong này nữa À, vẽ rất là đẹp luôn này các bác xem người chỗ này là vẽ vàng này rất là ok luôn Đây em xin phép là em để đây xong rồi em sẽ nhấc họa tiết để nó đối chiếu ra em nhấc từng cặp một vậy trước tiên là em sẽ cho, cho các bác xem cái họa tiết của cái cặp bình này trước đây họa tiết là nó sẽ đối nhau nhá mọi người nhé để em uh, cho nó sát vào Đấy, đây hả ba, Đấy, họ tiếc các bạn nhìn này xem mà nó có sự khác biệt gì của nhau với nhau không? đây cái mặt này không biết là vừa nãy đã ở à đây mặt này em quay luôn mặt tiếp theo nha các bạn nhé hoàn toàn là họa tiết uh, vẽ tay nha các bạn đây các bác xem đầu ông này này đầu ông này mấy cái tóc này nó đậm hơn một chút đầu ông này thì nó nó bạc hơn một chút à, nên là họa tiết vẽ tay thì không thể đều được nhau được đây như này cũng thế người xem mặt đây cặp bình quá ok luôn đây là đây là cặp này là không biết là nam hay là nữ đây các bác xem các bác xem có biết là đây là nam hay là nữ em nghĩ là đây là nữ các bác Đấy. Đây, các bác xem này mặt của của cái vị này thì là nó sẽ trắng hơn mặt bên này là nó màu nó hơi nhiều màu hơn các bác Bà này bà đánh phấn Bà này là bà ừ, quyết vôi Đấy Đấy em chỉ biết em đặt cái này ra sau Em đặt cái Cặp bình này lên Đây Họa tiết đây các bác Thời gian uh, em quay video nó hơi dài nhưng mà em muốn là quay làm sao nó thật kỹ để cho các bác xem mà các bác chốt đơn thì uh, các bác xem cho nó, nó, nó được kỹ, được chính xác. Nên là nó hơi dài nên các bác thông cảm cho em. Đây bên này là hồ lô này mọi người này, mọi người xem mà đối chiếu là nó có giống nhau rồi đó. Bên này nó khác hơn một chút này. thiết quá tuyệt vời phải không các bác những cặp bình từ thời Edo năm 1700 đến bây giờ nó vẫn còn lành tít như này thì là quá là khó tìm luôn em nói thật là các bác quá khó tìm luôn này hai cặp ô oh đô ở uh, hai cặp từ thời Edo họa tiết quá là tuyệt vời luôn đây. Đây, để em các bác nhé à. à. các bác là nếu mà ai mà ưng cặp nào thì các bác cứ liên hệ với em liên hệ với em toàn qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 rồi em toàn sẽ ship về cho mọi người em toàn sẽ bao bẻ vỡ nhé mọi người nhé nếu về hàng có vấn đề gì thì các bác cứ yên tâm em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm Ôi, em toàn uh, xin phép uh, mọi người là cho em toàn uh, xin phép kết thúc video ở đây mọi người Mọi người xem video của em uh, nếu mà thấy hay, thấy ưng ý Thì mọi người cứ liên hệ với em để sở hữu những cặp bình đẹp về gốm sứ Nhật Bản nhé mọi người nhé Số điện thoại của em là 0962 949 668 Rồi em xin chào tất cả mọi người nhé